Thì xin chào bà cô chú anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Hôm nay thì Tiền với Ba rất là vui mừng luôn khi được bên Hội Giáo Đời Sau của Chúa Suco Yuto có mà gửi tặng cho bà con ở xóm của Tiền á, là 67 phần thịt nha cả nhà ơi. Đây, mỗi cục thịt thì Tiền cũng đã phân ra rồi nha, mỗi một cục như vậy là 1 kg cả nhà. Đây là thịt đùi sau nha. Thì hôm nay á, thì Tiền mua là 95.000 một ký. Đùi trước thì nó rẻ hơn nữa, đùi trước thì nói nếu mà lấy số lượng nhiều á thì chị sẽ để cho Tiền là 85.000, nhưng mà đùi sau thường thường thì chị bán giá cho Tiền là 100, nhưng mà mua nhiều á thì chị bớt chọn có 95.000 một ký thôi. Đây, những cục thịt nè, rất là ngon luôn. Đó. Đây, rất là ngon luôn nha. Thì trước tiên mà gửi những cái phần thịt này đến cho bà con thì em cảm ơn bên Hội Giáo rất là nhiều nha. Chúc bên Hội Giáo lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe nè, luôn luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống nha. Thì bên Hội Giáo có nói là để cho Hiếm Ba một phần nè, gia đình Tiền một phần, chị Hai một phần, với lại ông bà nội một phần nha. Và trước tiên thì Hiếm Ba nhận trước đi. Bọc nào cũng được, để vô bọc sẵn luôn thì rồi. Thì con cảm ơn Hội Giáo rất nhiều nha. Dạ. Rồi đây, bọc này sẽ cho ông bà nội nha. Thì nội nói là luộc có thịt có mỡ. Nội ơi, bên hôm nay là bên Hội Giáo tặng ở trong nhà nội ký thịt để mà ăn lấy hảo trong mùa dịch đó nội. Dạ. Dạ. Rồi anh. Anh Ba. Đây, em gửi tặng luôn ha. Dạ, bên Hội Giáo. Dạ, Hội Giáo tặng. Dạ. Rồi qua đây luôn Nhật ơi. Đây. Dạ rồi, em gửi luôn ha. Dạ, mỗi người ký ăn lấy hảo. Dạ, thì cái phần thịt này thì Tiền cũng phát phiếu sẵn luôn á cả nhà. Hộ nào có hộ nấy gì đó, rồi đợt sau nữa có ai cho nữa thì Tiền sẽ lên khúc trên nữa. Đó, còn bên đây là hai bọc này thì Tiền với lại chị Hai. Đó, thì đại diện cho Tiền với lại chị Hai luôn. Cảm ơn bên Hội Giáo rất là nhiều nha. Chúc Hội Giáo lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe luôn. Đó, đây, rồi mình để nhà đi. Ở nhà đi rồi ra đi. Để trong thùng. Trong thùng ha. Đây. Rồi đi. Giờ Tiền với Hiếm Ba sẽ đẩy dài vô trong nha. Đó, xe thịt này hơi bị nặng nha. Dạ. Tóm được cái đồ ăn rồi nha. Rồi quẹo khô luôn. Biết nhân quân chắc có phiếu mà. Có phiếu lĩnh thịt ra lấy giùm chị Tiền đi nhân quân ơi. Có phiếu không? Rồi kêu ngoại ra luôn. Gõ ra. Đây, những miếng thịt này rất là ngon. Cái này là cũng có thịt đùi nha. Còn cái này là thịt đùi sau nè. Đây, có nguyên một cục thịt luôn. Đó. Cái này là cũng thịt không luôn, nạc không luôn nè. Đó. Hôm nay là bên Hội Giáo tặng cho mình ký thịt ăn lấy hảo trong mùa dịch nha cô ơi. Dạ. Đây, con gửi luôn nha. Dạ rồi. Dạ. Rồi đi luôn. Ai mua thịt heo không hả bà? Thịt heo không đồng đây. Để dài vô trong đường. Tại cái đường này em ba ốm mấy ký. Hồi hộp yếu tim. Anh họ gao lên nha. Ai mua thịt lợn không? Thịt lợn không đồng đây, bà con hãy vô. Rồi quẹo luôn. Góc quẹo cua nha. Ơi, ơi, ơi bị sụp nghe, sụp nha, sụp. Ông chơi. Ông chơi ông để cái lỗ gầy bẫy nó mới ghê á. Cầm lỗ đi thêm cháu mình lên đi cửa rồi. Rồi thịt heo đây, hôm nay Hội Giáo tặng nha, có phiếu ra nhận giùm con. Đây, thịt heo đây. Đây. Đây gửi bác Hai luôn nha, chúc bác Hai nhiều sức khỏe. Dạ, ra đây luôn, chính ơi. Rồi đây gửi luôn. Dạ rồi lại luôn chị ơi. Đây gùi quá cả nhà ơi. Phiếu đâu? Phiếu nha. Rồi đây. Dạ.
Rồi tới bà ba ơi. Rồi ra đây luôn. Rồi chúc bà ba nhiều sức khỏe luôn nha. Cảm ơn. Dạ. Rồi tới ai đây? Tới ai đây? Có phiếu ra lấy luôn. Rồi đây con gửi năm luôn, chúc năm nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi thịt heo đi. Hôm nay bên Hội giáo tặng nha. Rồi. Rồi gửi luôn. Dạ. Ông Sáu từ từ ông Sáu ơi. Ở đẳng đi con đẩy lại không được, không chịu đi ra đây cho mỗi giò thấy không? Đây gửi bà Sáu luôn nha. Rồi cảm ơn luôn. Dạ hôm nay bên Hội giáo tặng chị, qua đây liêm em luôn đi chị. Rồi đây em gửi luôn nha. Dạ. Rồi còn ai nữa không? Rồi đây con gửi luôn. Rồi cảm ơn. Dạ. Rồi còn ai nữa không? Chứ 5 phiếu, mới lên 3 phiếu à. Kìa đang lội dài lên kìa. Thịt lợn đây bà con ơi, thịt lợn không đồng. Đây thịt, miếng thịt rất là ngon luôn nha. Đó. Lợn đây, lợn đây. Dạ đưa phiếu rồi, đưa gỗ lên đây cho con luôn. Rồi chúc bà Bảy ngon miệng nha. Dạ. Rồi cũng gửi luôn. Dạ. Rồi lên luôn cô thầy ơi. Đây con gửi cô thầy luôn nha. Dạ. Rồi còn ai nữa không? Rồi đẩy dài lên luôn. Thịt đi, ai có phiếu ra nhận thịt giùm con đi. Lợn đây, lợn thịt đây. Ai có phiếu lấy gỗ ra luôn nha. Dạ ông Sáu. Rồi lên luôn, đứng lên luôn Sáu ơi. Hôm nay là bên Hội giáo tặng nha. Rồi chúc ông Sáu ngon miệng. Dạ. Rồi ai có phiếu ra nhận thịt giùm con đi. Hôm nay là bên Hội giáo là tặng thịt ăn trong mùa dịch nha. Chúc bà con mình thật là nhiều sức khỏe luôn. Rồi đây luôn chú Châu ơi. Đây chúc chú Châu nhiều sức khỏe luôn nha. Dạ luôn nha. Phiếu thêm ba ơi. Rồi con gửi bà Út luôn nha. Cảm ơn. Dạ. Rồi còn ai nữa? Đẩy dài lên luôn. Đó. Hôm nay là 67 phần nha. Mấy cô mấy chú ơi. Đó, do là gùi á cho nên lấy cái cây này quơ quơ. Rồi thịt heo đây, ai có phiếu ra nhận luôn nha. Rồi nhân xe. Rồi đưa phiếu ba giùm con, đưa phiếu ba giùm con đi. Nè, chị. Tay con dơ rồi. Đưa phiếu đây nè. Đây con gửi bà Út luôn nha. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi bác Chính bà Út. Gửi bà Út luôn nha. Cảm ơn. Dạ bên Hội giáo tặng. Rồi đây con gửi luôn. Rồi cảm ơn. Dạ. Đây là Chính rồi. Đây gửi bác Chính luôn nha. Dạ. Dạ thím ba. Đây con gửi thím ba luôn nha. Cảm ơn luôn nha. Dạ. Bảy. Cái bảy cục bự bự á. Dạ cục bự bự ha, thịt không cho Ken ăn. Dạ. Bự thịt bự là thịt này nè. Thôi, thịt này nè mất lắm luôn nữa nè. Nè có cục thịt chà bá luôn nè. Ẩm về đi, ẩm về đi. Lẹ bà Sáu ơi. Dạ rồi đây gửi bà Sáu luôn nha. Dạ. Cho đây gần lắc ghé. Rồi đây luôn. Nhà nào kêu kho đi ghé ăn còn đang ké. Ăn hồi sệ mỏ luôn. Ké luôn. Ủa ơi chào bà hai lên con ơi. Dạ. Để mát đi. Thịt đi, thịt heo miễn phí đây. Ai có phiếu ra lấy giùm con nha. Rồi ra đây luôn chú Giang ơi. Gùi quá. Giống mấy bà bán heo dạo quá ha. Hôm nay là bà con rất là vui luôn á. Rồi chúc chú Giang ngon miệng nha. Dạ. Rồi đây. Có phiếu thì đợi nè. Đợi khi bà ngoại ra bà nói. Bà nội có phiếu không? Có phiếu không chị? Xe đi. Rồi có phiếu gần xe đó luôn đi. Không có đem gỗ hả? Bà hai mới ra từ từ rồi kìa. Hôm nay là thịt heo rất là ngon luôn á, mà một cục như vậy là 1 ký, nhiều khi 1 ký mấy, 1 ký mốt 50, rồi 1 ký mốt, rồi 1 ký 50, rồi nhầm cục thì nó 950 gram nữa nha, tại vì mình cũng không có biết đường mà phân nữa, thì mình mua đủ cái số lượng ký thôi. Đó. Rồi đây em gửi luôn. Rồi cảm ơn nha. Dạ hôm nay là bên Hội giáo tặng nha, chúc bà con mình thật là nhiều sức khỏe luôn.
Bà Hai không có đem gỗ giùm con hả? Lấy gỗ mới được. Rồi con Ngọc vô lấy phải không? Dạ. Chạy vô lấy đi. Rồi. Không lấy phiếu hả? Đây em gửi cho Duyên luôn nha. Rồi, dạ. Rồi Ngọc lên đây cầm cho bà đi con. Đây rồi, cho tiền gửi luôn. Em cầm. Rồi. Rồi, dạ, rồi, chúc bà Hai nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi đi. Anh Định có phiếu không Định? Ra lên Định đi. Dạ. Còn ai lấy rồi, còn nói anh đâu ơi. Còn mình anh á. Rồi đây. Bên Hội Giáo tặng nha, chúc Định nhiều sức khỏe. Rồi cảm ơn nha. Dạ, rồi đi luôn. Thật theo ai có phiếu ra nhận giùm con đó cô mấy chú ơi. Có phiếu ra nhận nha, có phiếu ra nhận luôn. Từ từ thôi em ba ơi. Rồi ngừng xe. Hôm nay là bên Hội Giáo tặng nha. Rồi cảm ơn. Rồi chúc ba nhiều sức khỏe luôn. Quá trời ngon rồi, cùng thịt thì quá ngon rồi. Rồi đây gửi cô chị luôn. Dạ. Rồi đây con gửi ông Hai luôn nha. Phan phan còn cục nữa nha. Tại này nhỏ quá. Được phiếu. Rồi đây chúc Hai nhiều sức khỏe luôn. Rồi đây phiếu này đi. Rồi đây gửi cô Châu luôn nha. Dạ. Rồi đây gửi thím gõ luôn. Bên Hội Giáo tặng nha. Dạ. Rồi qua đây luôn chị ơi. Đây còn cục nữa nha. Rồi gửi chị luôn. Dạ cảm ơn. Dạ. Rồi qua đây luôn Điền ơi. Đây em gửi luôn nha. Chính Điền nhìn sức khỏe luôn. Rồi đẩy dài lên luôn. Cục này chắc đây quá. Này, này. 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 Cái này qua đây. Đây. Rồi đó rồi đó. Rồi thái này đây nè. Đây. Rồi đẩy đi. Rồi đẩy dài lên luôn. Rồi đây gửi chú Quẳng luôn. Rồi. Phiếu luôn. Rồi phiếu luôn chú Quẳng ơi. Cảm ơn nhiều. Dạ. Nha. Rồi đi luôn. Thịt đi. Thịt heo đi. Ai mua em ba bán em ba luôn. Hôm nay là thịt rất là ngon luôn, bà con rất là mừng luôn á. Ai có phiếu nhận thịt heo ra nhận giùm con nha. Rồi ra từ từ thôi. Kêu người lớn ra nhận giùm con nghe mấy cô ơi. Rồi ra đây luôn chị ơi. Rồi đây em gửi luôn nha. Dạ. Rồi qua đây luôn Út ơi. Đây con gửi Út luôn nha. Dạ. Rồi còn ai nữa không? Rồi đây cho tiền gửi luôn. Rồi còn nữa hả? Mẹ nó đi đồng hả? Rồi đây cho tiền gửi luôn nha. Với cục này nè. Rồi. Rồi. Rồi đi về tới luôn. Chú ba luôn. Đây con gửi chú ba luôn nha. Dạ. Rồi đẩy dài lên luôn. Đó. Rất là ngon. Giờ sẽ đi dài lên trên luôn. Rồi có ai có phiếu nhận thịt ra lấy thịt luôn. Ken ơi có thịt không Ken? Rồi ngừng xe. Đưa ngay luôn nè, đưa phiếu đây. Rồi con gửi chú Năm luôn nha. Cảm ơn con nha. Dạ. Bye bye Ken. Bye bye. Bye bye Ken. Ai có phiếu nhận thịt heo nhận thịt heo luôn mấy cô mấy chú ơi. Rồi có phiếu ra nhận thịt heo luôn. Dạ. Rồi đây con gửi Út luôn nha. Rồi chú Út về sức khỏe luôn. Dạ. Ra luôn cậu ơi. Dạ. Đây chúc cậu nhiều sức khỏe nha. Trả phiếu luôn. Rồi. Dạ rồi. Rồi. Rồi đi nhà lên luôn. Rồi anh dễ. Ngừng xe vô mát đi. Lên chỗ mát đi ha. Để nắng quá. Ngừng. Rồi đây em gửi anh dễ luôn nha. Dạ. Rồi ai có phiếu ra nhận thịt theo đi. Rồi đây em gửi chị luôn nha. Rồi cảm ơn. Dạ.
Ai có phiếu nhận thịt heo giùm đi mấy chú ơi. Cái này chắc phần nè. Ừ đúng rồi. Đó. Gài đây, gài đây. Gài đây cho tiền gửi luôn nha. Gài. Ủa mẹ mấy chú chẳng có gỗ, mẹ mới kêu cho mượn gỗ đi mẹ. Rồi Bảo lẹ lên Bảo ơi. Đây gửi Bảo luôn nha. Rồi. Chị không đem gỗ ra chị. Rồi. Rồi đây em gửi luôn nha. Dạ. Lấy gỗ mới được Bảy ơi, mượn gỗ đi Bảy ơi. Rồi đây con gửi cho Bảy luôn nha. Được phiếu luôn, được phiếu luôn. Cảm ơn. Phiếu luôn. Dạ. Ôi, bịch khẩu trang lên giùm em đi, có khẩu trang không? Không có khẩu trang hả? Khoan từ từ. Đây đây em để vô hai cái gỗ hai người ha. Rồi đây chúc hai anh nhiều sức khỏe luôn. Cảm ơn luôn. Rồi đây. Dạ. Rồi đây chúc anh nhiều sức khỏe luôn nha. Dạ. Này là mấy chú làm hồ á cả nhà. Đó, thì mình cũng chia sẻ ra luôn mỗi người một phần nha. Đó. Bịch khẩu trang lại nha. Nãy bà Út nhận rồi chú Ninh. Dạ. Rồi đây, chúc nhiều sức khỏe luôn. Rồi chúc chú nhiều sức khỏe luôn nha chú. Cảm ơn. Dạ. Rồi ra luôn. Để con mở mở lại cho ông thợ nè. Rồi đây chúc chú nhiều sức khỏe nha. Rồi, thay mặt bà con ở đây cảm ơn Mạnh Thường Quân nha. Dạ rồi chúc chú Sệ nhiều sức khỏe luôn. Rồi còn ai nữa không? Ai không? Ở chỗ hết hả chú Sệ? Còn người nữa không? Hình như còn chú áo xanh đó. Rồi chị ơi, chị Hi ơi, ra nhận giùm em luôn chị Hi. Dạ. Còn mấy phần nữa? Một phần. Bốn, năm nữa. Năm phần nữa. Rồi đây em gửi luôn, chúc chị nhiều sức khỏe luôn. Dạ. Rồi còn ai nữa không? Ai không? Bốn người nữa. Bốn phần nữa nha. Năm phần. Năm phần. Năm phần. Năm phần. Hai em cháu bộ tính lộn số rồi đó. Quên đây. Rồi ra luôn chú ơi. Đây con gửi chú luôn nha. Cảm ơn luôn. Dạ. Rồi đẩy lên luôn đi. Còn 4 phần nữa. Rồi đây con gửi luôn. Rồi cảm ơn nha. Dạ. Ngon quá. Còn 2 phần nữa là của ai ta? Hình như là bác Sáu một phần. Ai có phiếu ra dạng thịt giùm con không mấy cô mấy chú ơi. Còn 3 cục. Thịt ngon hết ba. Ừ. Này về khìa ngon lắm luôn. Tại tiền lót giấy báo ở cả nhà cho nó đừng có nước chảy. Đây. Nè. Đó. Ngon ghê luôn á. Rồi, đây có tiền gửi luôn nha. Dạ, cảm ơn. Rồi. Ủa là còn hai phần này là của ai ta? Đây gửi ba luôn nha. Rồi, bên Hội Giáo tặng. Dạ. Rồi qua đây luôn Út ơi. Rồi. Đây chú chị sức khỏe nha. Dạ. Rồi từ tới giờ thì tiền với lại thím ba cũng đại diện bên Hội Giáo tặng cho bà con là 67 phần thịt tất cả nhà. Thì cũng đã xong hết trơn rồi. Thì một lần nữa tiền đại diện bà con ở đây cảm ơn bên Hội Giáo rất là nhiều nha. Chúc Hội Giáo lúc nào cũng ngày càng phát triển nè, lúc nào cũng đạt những gì mình muốn nha, lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe luôn. Còn bây giờ tiền cũng xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị ở video sau nha. Bye bye, bye.